Những số 7 huyền thoại trong màu áo Man United, Sancho định học Ronaldo hay Sanchez? Mùa hè tới đây, tương lai của tiền vệ Jadon Sancho sẽ rất được quan tâm khi MU sẵn sàng chi tiền tấn và số áo danh tiếng cho cầu thủ này. Chúng ta hãy cùng điểm lại những số 7 huyền thoại trong màu áo của MU. George Best gắn bó với MU từ năm 1963 đến năm 1974. Trong kỷ nguyên số áo không nhất thiết cần đăng ký, George Best đã lựa chọn số 7 trong số 141 trên 474 trận đấu cùng với Quỷ Đỏ. Với chiến tích đưa Manchester United vô địch châu Âu năm 1968, ông được bình chọn là quả bóng vàng cùng năm, ghi tổng cộng 181 bàn thắng cho đội chủ sân Old Trafford. Người hâm mộ vẫn nhớ tới ông bởi câu nói nổi tiếng Maradona good, Pele better, George Best. Không chỉ tài năng trên sân cỏ, Best còn đi tiên phong trong việc đưa cầu thủ bóng đá trở thành ngôi sao giải trí với những hậu bối là David Beckham hay Cristiano Ronaldo. Một phát ngôn tóm gọn cuộc đời và sự nghiệp của cầu thủ tài hoa này: nếu phải lựa chọn giữa việc rê bóng qua 4 cầu thủ Liverpool rồi ghi bàn hay ngủ với hoa hậu thế giới thì quả là khó khăn, nhưng tôi đã làm được cả hai việc. Brian Robson, 1981-1994. Không chỉ là một số 7 xuất sắc, Brian Robson còn là người đội trưởng huyền thoại của Quỷ Đỏ với biệt danh Captain Marvel. Ông là người nắm chiếc băng đội trưởng lâu nhất của MU từ trước đến nay, 12 năm, và được xem là đội trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử của câu lạc bộ. Gia nhập MU vào năm 1981 với mức phí 1,5 triệu bảng, Robson là ngọn hải đăng dẫn lối cho câu lạc bộ trong thời kỳ đối thủ truyền kiếp Liverpool vẫn đang làm mưa làm gió. Đỉnh cao chói lọi của Robson chắc chắn là chiếc vô địch năm 1992-1993. Mùa giải Premier League được đổi tên và thay đổi thể thức. Bản thân Sir Alex Ferguson đã khẳng định Robson có tầm ảnh hưởng trên sân lớn hơn bất cứ cầu thủ nào. Thậm chí việc MU thắng hay bại phụ thuộc phần lớn vào việc Robson có thi đấu hay không. Là cái tên đã giúp đội bóng mở ra kỷ nguyên thống trị nước Anh sau này, Robson xứng đáng với mọi lời ca ngợi. Và như fan Quỷ Đỏ thường nói, MU có rất nhiều đội trưởng tuyệt vời nhưng chỉ có một Captain Marvel. Eric Cantona, 1992-1997. Chỉ gắn bó với Man United trong 5 năm, nhưng Cantona là một trong những số 7 xuất sắc nhất trong lịch sử đội bóng. Với vai trò đầu tàu, tiền đạo người Pháp đưa MU vô địch 4 lần trong 5 năm khoác áo, cùng 2 chiếc vô địch FA. Hình ảnh chiếc cổ áo dựng ngược của ông vẫn gây ra ấn tượng không thể phai nhạt với các fan của Quỷ Đỏ. Mùa giải duy nhất King Cantona lỡ hẹn với chiếc vô địch Premier League đó là bởi vì ông treo giò 8 tháng sau cú cung phu nổi tiếng vào một cổ động viên Crystal Palace. Tổng cộng, trong 185 lần ra sân ở giải ngoại hạng, huyền thoại người Pháp ghi được 93 bàn thắng. David Beckham, 1992-2003. Mối tình đầu của rất nhiều cổ động viên nữ trên toàn thế giới với khả năng tạt bóng như đặt vào đầu đồng đội cùng những cú sút phạt không thể cản phá. Trong sự nghiệp tại MU, Beckham từng khoác những số áo 28, 24, 10, nhưng 7 là số áo nổi tiếng nhất gắn liền với hình ảnh của cầu thủ này. Ở tuổi tứ tuần, Beckham trong một lần quay lại Old Trafford đá giao hữu vẫn khiến các khán đài vỡ òa trong xúc động. Không chỉ là một tài năng hàng đầu trên sân cỏ, góp công lớn giúp MU có cú ăn ba lịch sử năm 1999. David Beckham còn là một ngôi sao nổi tiếng nhất nhì thế giới. Đã xem bóng đá, phải biết Beckham. Cristiano Ronaldo, 2003-2009. Sau khi chia tay tiền vệ tài hoa bậc nhất lịch sử cho Real Madrid vì scandal giày bay, MU đã mạo hiểm chiêu mộ ngôi sao vô danh Cristiano Ronaldo với cái giá 12 triệu bảng. Thực chất Ronaldo chỉ là bản hợp đồng thay thế cho Ronaldinho đã bị Barca vồ mất. Nhưng đó lại là vận may với đội chủ sân Old Trafford. Ngôi sao trẻ ngày nào giờ đã trở thành một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá thế giới với 5 quả bóng vàng. Giành được mọi danh hiệu cùng Quỷ Đỏ, Ronaldo đã làm rạng danh chiếc áo số 7. Dù vậy, anh cũng để lại một lời nguyền với MU sau này. Bởi từ đó, bất cứ ai đeo áo số 7 đều thất bại thê thảm. Cho đến nay, năm 2020, MU vẫn đang đau đầu tìm người kế thừa Cristiano Ronaldo kể từ khi bán anh cho Real Madrid vào mùa hè 2009. Michael Owen, 2009-2012. Ở thời điểm năm 2009, nếu có ai đó xuất sắc như Ronaldo thì chỉ có thể là Lionel Messi. Nhưng tất nhiên, MU không thể chiêu mộ được ngôi sao Argentina và họ đã trao niềm tin cho Michael Owen đeo chiếc áo số 7. Cho dù màn thể hiện không đến nỗi nào, nhưng Owen đơn giản là chưa đủ xuất sắc để mặc vừa số áo huyền thoại này. Trong 3 năm gắn bó với Old Trafford, cựu sao Liverpool giành được một chiếc vô địch Premier League. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh tại Man United đó là bàn thắng ấn định tỷ số 4-3 trong trận derby Manchester ở phút bù giờ thứ 7. Antonio Valencia, 2009-2019.
Chia tay Owen, Sir Alex Ferguson đã trao cho Antonio Valencia, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải trước đó, chiếc áo danh giá này. Tuy nhiên, kể từ khi đổi số áo, chú ông thợ cần mẫn của Quỷ Đỏ sa sút không phanh. Có một mùa giải tệ nhất trong sự nghiệp tại Man United và phải đổi lại số áo cũ là 25. Dù không thành công trong việc kế thừa số áo huyền thoại, nhưng Valencia vẫn là một cầu thủ giỏi, một đội trưởng nhiệt huyết của Man Đỏ, người sẵn sàng đảm nhiệm bất cứ vị trí nào bên hành lang cánh phải và đều chơi tốt. Mùa hè 2019, anh đã rời Old Trafford sau 10 năm gắn bó. Angel Di Maria 2014-2015. Tỏa sáng trong trận chung kết Champions League giúp Real Madrid giành ngôi vô địch, thiên thần Di Maria vẫn trở thành người thừa và phải bán sới sang Man United. Lập kỷ lục với số tiền chuyển nhượng, Di Maria lập tức được trao chiếc áo số 7 cùng với sự kỳ vọng lớn. Những màn trình diễn của anh trong nửa đầu mùa giải cũng rất xuất sắc, với liên tiếp những đường kiến tạo cho đồng đội. Nhưng rồi Di Maria xuống phong độ thê thảm và không thể chơi bất kỳ vị trí nào Van Gaal yêu cầu. Lý do khiến anh liên tục ngồi dự bị và phải ra đi ngay mùa hè sau, tới Paris Saint-Germain. Cách ra đi của cầu thủ này cũng gây phẫn nộ cho các cổ động viên Quỷ Đỏ khi từ chối thổi quân cùng toàn đội sau chuyến nghỉ hè. Đến giờ anh vẫn bị coi là cầu thủ hèn nhát và rắn độc, một trong những bản hợp đồng thất bại của MU. Memphis Depay 2015-2016. Sau một mùa giải tuyệt vời tại PSV, giành cú đúp danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất, Depay được ông thầy Hà Lan Louis van Gaal bốc sang Man United. Trải qua mùa hè đi du đấu, Depay nhận được phần thưởng là chiếc áo số 7 huyền thoại của Old Trafford, nhưng ngôi sao trẻ chỉ tỏa sáng được thời gian đầu, trước khi ngày càng chìm nghỉm và đi vào dĩ vãng. Đến khi Jose Mourinho nhậm chức tại MU, ông đã bán Depay sang Lyon vào tháng 1 năm 2017. Tại giải Pháp, cầu thủ này đã phần nào lấy lại phong độ của mình và liên tục tỏa sáng. Có lẽ thi đấu ở môi trường ít cạnh tranh sẽ phù hợp hơn với Memphis Depay. Và nếu tiếp tục duy trì phong độ, anh vẫn còn cơ hội chuyển sang những câu lạc bộ lớn. Alexis Sanchez 2018 đến nay. Đầu năm 2018, Quỷ Đỏ vui mừng thông báo đạt được thỏa thuận chiêu mộ Alexis Sanchez ngay trước mũi kình địch Man City. Sở hữu cầu thủ ghi 80 bàn, 45 lần kiến tạo trong 166 trận của Arsenal là một sự bổ sung đáng giá. Hơn nữa, do hợp đồng của anh chỉ còn 6 tháng, MU cũng không tốn quá nhiều tiền chuyển nhượng khi đổi ngang Mkhitaryan, được định giá 20 triệu euro. Tuy nhiên, phần còn lại của mùa giải chỉ là nỗi thất vọng tràn trề. Tân binh số 7 của Quỷ Đỏ dẫn đầu Premier League về tiền lương 350.000 bảng một tuần, có thể lên đến 500.000 bảng phụ phí, nhưng đóng góp chỉ ngang một cầu thủ hạng bét. Quá chán nản, MU đã tống cổ Sanchez sang Inter Milan vào mùa hè 2019, dù vẫn phải gánh nửa lương của anh, nhưng ít nhất cũng không phải chi trả toàn bộ cho cầu thủ không sử dụng được. Đến nay, màn ra mắt bằng piano của Sanchez vẫn bị dè biểu về sự cầu kỳ và vô cùng màu mè, nhưng hiệu quả còn tệ hơn cả con số 0. Tính đến thời điểm năm 2020, cầu thủ Chile vẫn thuộc quyền sở hữu của MU và bỏ ngỏ tương lai ở phiên chợ mùa hè tới.